Xin chào mọi người đã đến với kênh Nắng Gió Tây Nguyên TV của mình nha. Hôm nay mình có khách đang đổ cơm biển để đến sửa mọi người. Sẵn là mình quay cho mọi người xem luôn nhé. Rồi mọi người xem video của mình nhé. Đây, cái nồi cơm biển này của khách thì nó vẫn vào bình thường nhé mọi người. Nó chỉ có đây, mình găm cho mọi người xem cái điểm nó vẫn vào bình thường. Đây mọi người, thấy nhá, bóng nó vẫn báo bình thường này. Đấy, bật lên bật xuống là vẫn có này, bóng báo này. Nhưng mà nó lại mắc chứng là hay thường gặp, gọi là chưa sôi nó nhảy mọi người, cơm chưa chín nó đã nhảy. Đây, sẵn video này mình giới thiệu, mình chỉ cách hướng dẫn cho mọi người cái cách khắc phục nó nhé. Nếu mà khắc phục không được thì mình sẽ thay thế cái con góc cảm biến nhiệt của nó là được thôi mọi người. Rồi mình mời mọi người theo dõi mình nhé. Đó, cái con này mọi người này. Đây, mọi người xem này. Con này. Nhưng mà cái mâm này của nó thì đang đều nhá, bằng phẳng nhá, không bị lồi lõm gì hết. Mâm đang còn tốt, ngon. Nhưng mà là nó chỉ có bị mắc cái chứng bẩn này thôi. Con góc này. Tạo ra cho mọi người xem. Đây, bên trong nó có gì đâu. Đây mọi người, bên trong thì nó chỉ có này thôi. Cái bần này, cái con gì dạng cầu trì đây nó cũng vẫn hay hư chứ mọi người. Con này nó vẫn hay hư này. Để thỉnh thoảng mà mọi người hư thì ra mua con cầu trì khác vô thay bỏ vô được. Còn cái con này, con này bây giờ mình tạm thời là nó mới bị nhảy một lần thôi mọi người. Thì mình sẽ khắc phục con này. Còn ví dụ sau mà ví dụ nó không, nó vẫn cứ nhảy tiếp nữa thì mọi người sẽ ra mua cái con này về là thay vô là được, nó không có vấn đề gì cả. Còn bây giờ là mình hướng dẫn cho mọi người cách khắc phục. Ở nhà thì mọi người cũng có thể làm cái này. Mọi người, con này nhá, đây con này mọi người, nó chỉ con này thôi. Nhất là mọi người, nó cái đồ ép lên để cho tiếp xúc cái mặt nồi cho nó chặt bao nhiêu thì nó đỡ thất nhiệt, tỏa nhiệt ra ngoài nó nóng nhanh đó, thì mình phải làm kéo cái lò xo này cho nó căng nha mọi người. Sau này cho nó căng ra. Và khi nó ép vào trong cái nấm châm, nó ép lên cái đít nồi rồi nó ép vào đây. Và cái nấm châm này nó ép vào đây thì nó càng tiếp xúc mặt này thì nó lâu nằm nóng thì nó sẽ cảm biến tốt hơn. Còn nếu mà nó hở nghiêng nghiêng như thế này thì cái cục này nó nóng nhanh thì cái nấm châm này nó sẽ nhả ra thì cái cơm chưa sôi nó nhảy. Nên là mình phải làm cái lò xo này cho nó căng ra mọi người. Sau này căng ra là một vấn đề này. Và vấn đề thứ hai nữa là cái con này, đây cục này. Đấy, mình sẽ cày cái này ra nha mọi người, dùng cái mũi kéo nhọn. Đây là cái là khắc phục nha mọi người. Còn nếu mà không ấy thì ra mình mua cái con này về là mình bỏ vào thôi. Mình mua cái cục này, cục
họ bán cho cái con cóc cảm biến nhiệt là người ta bán cho mình cái con này, là mình mang về là mình bỏ vào mình thay là được. Này thì nó hơi khó mở, có cá tiếng gì mở này, hơi khó mở. Đấy, cái này thì nó hơi cứng. Mình cứ bẻ nó ra. Đấy, mình dùng một kéo này, một kéo mình bẻ ra. Là dễ dàng luôn nhé. Cái này bẻ ra này, mục đích này là để mình cắt bớt là xo ở bên trong của lâm châm đi, cho quá trình nó nấu thời gian cũng lâu rồi, bắt đầu là nó yếu là xo, yếu cái lâm châm, xin lỗi mọi người nhé, yếu cái lâm châm nó yếu đi thì cái lượng từ nó sẽ bám dính nhau, nó kém. Hai nữa là bụi nó sẽ vô, nó bám vào cái mặt lâm châm này, hai cái mặt lâm châm này, nhìn này, bụi đen thui đấy, là mình lau sạch đi nhá, là nó không sẽ hít với nhau, nó sẽ kém đấy, mình lau sạch đi là nó sẽ hít lại chặt. Và hai nữa là cái là xo này mọi người, mình cắt bớt đi một khúc nhá, để làm sao để cho nó giảm bớt cái lực đẩy lên hai lâm châm, là nó giảm bớt cái lực lực này đi, là mình cắt bớt đi thì nó sẽ hít mạnh hơn, nó không bị nhảy ra. Bây giờ nóng là nó ví dụ nóng quá, chưa đến độ nóng là bây giờ con này nó đẩy căng quá là cái thằng kia bám hai lâm châm mặt bám lại với nhau á, hai thằng này bám lại với nhau rồi nó không chịu nổi, nó giữ được là nó sẽ nhả ra. Thì mục đích mình cắt cái lò xo này đi á, để cho nó giảm bớt cái sự căng của lò xo ra, thì nó sẽ hít được lâu hơn, để cơm nó sẽ chín đều hơn. Rồi cắt cái này ra cho mọi người nhé. Tùy theo cái nha mọi người, tùy theo cái rồi mình cắt. Nói chung là nồi cơm này thì đang mới, nó mới bị triệu chứng này lần đầu tiên, nên là mình mới xử lý làm theo cách này. Còn nếu mà nó mà bị nhiều lần rồi thì mình bỏ cái này nhá, đi mua mình thay mới cho nó ăn chắc. Đây. Rồi bây giờ là xo nó ngắn lại rồi mọi người, thì cái mặt này với hai mặt lâm châm nó sẽ tiếp xúc với nhau, nó sẽ yếu hơn, cái lò xo nó sẽ đẩy yếu hơn, nên là nó sẽ giữ được cái lâm châm của mình cảm biến điện nhiệt được lâu hơn, mà lâu hơn thì cái nồi cơm nó sẽ chín. Còn nếu mà cắt cái này mà nhiều, cắt đi nhiều quá thì nó ít non quá nữa thì nó cho nó đầy nó thì nó không nhả nha mọi người, không nhả thì đồng thời là cái nồi cơm mình nó sẽ bị cháy luôn, nên là mình cắt vừa phải thôi. Đó, thế là xong, mình ráp vào thôi. Đấy, mình ráp vào mình bỏ lại cái tủ. Cái này thì đó, các bạn đóng vào thôi, đơn giản. Cái này thì ai ở nhà làm cũng được hết. Đấy, mình ép vào cho đều nhé mọi người. Đấy, mình ép vào cho đều. Đấy, thế là quay lại như nguyên như cũ nha mọi người. Đấy. Bây giờ nó sẽ hít mạnh hơn, nó cái độ nhả ra là nó sẽ yếu hơn, nhưng mà nó lại sẽ bù lại cho mình là cái nồi cơm mình nó không bị chưa sôi đã nhảy nha mọi người. Đó, đây là cái vấn đề nhỏ nhất có thể ai cũng làm được ở nhà,
như là ví dụ các mọi người mà tham xem video này xong thì ví sau này cái nồi cơm mà nó có gặp trường hợp như thế này thì mọi người vẫn có thể xử lý tại nhà được. Đây là ok nhé. Còn cái lò xo này á, thì khi mình kéo cho nó căng ra, kéo căng ra thì từng nào á, thì khi mình bỏ vào trong nồi nó ép xuống á, cái này nó ép này, nên nó ép mọi người, ép nó tì càng mạnh vào đây, cái mặt tiếp xúc của nó là sát với đít nồi, là trên cái nồi mình nó có nước có gạo á, thì nó có là nó độ mát của nó thì nó sẽ là mát, thằng này lâu nhảy hơn, lâu nóng hơn thì nó sẽ lâu nhảy, là đến cơm mình là nó sẽ chín rồi nó mới nhảy, khô nước nó nhảy. Còn ví dụ như là mà cái này nó tiếp xúc nghiêng, mặt nghiêng như này hoặc là nó không tiếp xúc đều với mặt mặt đít phía sau cái nồi thì nó sẽ nhanh nóng cái này, mà nhanh nóng thì cái lâm châm từ trong này nó sẽ đến cái độ nóng của nó chịu không nổi, không được nhiệt nữa thì nó sẽ nhả hai cái lò lâm châm mặt tiếp xúc ra, thì chưa sôi là cơm mình nó đã sống đã chín đã nhảy mất rồi mọi người, nên là lưu ý những cái vấn đề nhé. Cái đít xoong này thôi, cái đít xoong này của người ta là nó bị lồi lõm mọi người thấy không, mọi người thấy không, chỗ này lồi mất 3 điểm nó không đều nhau, thì cái này mình phải gõ lại cho đều nhé. Tiếp xúc nó đều, mặt này nó đều bị rồi lõm, cái mâm bị rồi lõm đó, chỉ có cái vấn đề đó thôi mọi người. Rồi bây giờ là mình lại tiếp tục đáp vào. Cái vấn đề này thì chung là mọi người ở nhà mọi người tháo lắm, mọi người xử nó được. Đó, bỏ lại như vậy nhé. Bây giờ có thể là hết được tốt rồi nhé. Rồi mình đáp lại như cũ nhé. Cái này thì không nhất thiết phải tháo cái này ra cho mọi người, cái này là do mình tháo ra cho mình dễ làm, chứ còn cái này không cần phải tháo ra. Rồi cái này là nó dây nó tháo ra nhiều khi mọi người quên, nó đấu đấu cái dây mát này, đấu cái chung này lung tung lộn xộn đó, là tốt nhất các bác ngoài thì đừng tháo ra. Người Vân ngồi chơi em chào cô. Dưới này đấy con chụp được cái tóc sống đúng không? Rồi cái mọc đen đi. Mấy phân? Hả? Mấy phân? Con chụp được cái tóc hỏi đi. Con này đâu? Là mình mê mắt. Số 3. Này đâu? Ôi ơi. Mấy một bóng đèn to hay nhỏ? Đây, tôi vừa chụp ngoài đường thấy lấy á, đèn như đây. 15-20W. Mình đã bỏ đây, bỏ xong rồi nhé. Ráp hết toàn bộ luôn nhé. Với lại là cái con này, cái cục này nhé mọi người nhé. Đây mình chỉ cho mọi người cái này luôn. Cái này là nó hay thương tật, hay hư rồi. Đây. Con này. Này nhá. Con này là nó cứ mất điện lúc nào, ví dụ mọi người mà thấy cái này mất điện ở trong đường dây vào này, nó có một cái đường dây từ đây vào đây có cái vỏ bọc to to này, tháo ra sẽ có một cái con giống như con đi xe á, con giống cũng chì á, là nó nằm đây. Thì nó mất điện, mọi người ra
lấy cái này ra ngoài tiệm điện mua về bỏ vô là được nhất. Cái này hay hư lắm. Còn không có thì nấu trực tiếp. Cái này nấu trực tiếp là cái nhộng được. Nói chung nó cũng dạng như cái cầu chì ấy. Là lắp xong rồi, mình lại ốc vào nó rồi xong. Đấy, ok. Rồi mình bỏ cái nồi này vào và mình kiểm tra cái mặt này mà nó tiếp xúc với nhau mà nó chưa đều lắm thì mình bỏ lại cho cái nồi này. Cho cái nồi nó đều nó. Bên thì cơm khô mà bên thì cơm nhão nhé, nên là để gọi lên tiếp xúc nó. Đấy. Tiếp xúc đều mặt là nó chín sẽ chín đều mà nó khô đều, nó không bị bên sống bên nhão bên khô bên nhão. Để là xong. Này thì về thì nấu thì mới chỉ một lần đầu này thì lúc trong mình cắt bớt đi là chắc vẫn đang nấu bình thường, nhưng mà ví dụ sau này mình sẽ tiếp nữa thì nên thay mới. Thấy cục đó rẻ không mà mua ngoài rẻ lắm rồi. Con xịn xịn thì mười mấy ngàn, còn con bình thường thì 9 ngàn hay 10 ngàn vậy. Thay con xin xin mười mấy 20 ngàn là nó được lâu hơn. Đây. Là xong nha mọi người. Đây thì sẵn mình cách đưa đến quay luôn cho mọi người xem để tham khảo. Thì cái này thì mọi người có thể làm được ở nhà, tại vì mở cái nóc ra xong là mình chỉ có làm những cái đó thì chắc khả năng là mọi người sẽ làm được. Nhìn theo video này làm được đã tiêu nha mọi người. Đó. Toàn bộ quy trình chỉnh cái con này nhé. Xin chào và hẹn lại mọi người ở các video tiếp theo nhé. Nếu xem video mà hay thì cho mình một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người.